Mạng xã hội mới đây đăng tải thông tin một quán cơm bình dân ở ngõ 4 Phương Mai, phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội, gần cổng sau Bệnh viện Bạch Mai, bị khách tố bán với giá cắt cổ 160.000 đồng trên một suất cơm. Bài viết đính kèm bức ảnh chụp đĩa cơm có sườn, chả cuốn lá lốt và rau. Bài viết trên sau khi đăng tải nhận được sự quan tâm của dư luận. Nhiều người cho rằng 160.000 đồng là quá đắt so với suất cơm bình dân như trong ảnh. Nhiều ý kiến thậm chí đề cập đến việc giá cả quá đắt đỏ ở nơi khám chữa bệnh, trong đó bệnh nhân lẫn người thân chăm nuôi bệnh đều đang gặp chuyện hao tốn tài chính. Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, chiều ngày 6 tháng 7, một lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Phương Mai cho biết, chính quyền giao công an phường vào cuộc xác minh thông tin trên. Vị này cho biết, đây không phải lần đầu quán cơm trên bị tố bán giá chát mà đã xảy ra ít nhất một lần từ năm 2019. Khi đó, khách tố suất cơm có miếng sườn, rau xào, 2 miếng đậu rán có giá 70.000 đồng. Vị lãnh đạo này cho biết thêm, đã giao công an đi xác minh. Tại thời điểm kiểm tra, quán này cũng có đầy đủ giấy tờ. Nếu đĩa cơm đăng tải trên mạng mà giá 160.000 đồng thì đắt thật. Chúng tôi sẽ tăng cường hơn kiểm tra việc này. Nếu xác minh có xảy ra việc bán đắt hơn so với giá trị thực tế thì chúng tôi sẽ có biện pháp xử lý. Sáng ngày 7 tháng 7, bà H, chủ quán cơm bị tố, đã có phản hồi về sự việc. Bà cho biết công an phường Phương Mai đã mời bà lên làm việc trong ngày 6 tháng 7. Khi được hỏi về việc suất cơm trên bán với giá 160.000 đồng có đắt hơn so với giá trị thật, bà H cho rằng giá như vậy là phù hợp, không chặt chém.